Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Bóng Đá Today. Bóng Đá Today cập nhật tin tức bóng đá quốc tế mới nhất và nóng nhất 24 giờ qua. Trước khi đến với những chuyển động hấp dẫn của bóng đá quốc tế trong bản tin ngày hôm nay, xin mời các bạn bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để là người sớm nhất nhận thông báo từ chúng tôi. Còn bây giờ sẽ là điểm tin chính. Rafael Rahan từ chối gia hạn mở đường tới Old Trafford. Real Madrid mở toang cánh cửa đón Ronaldo trở lại. Trent Alexander-Arnold đối mặt nguy cơ phải chia tay Euro 2020. Lukaku chính thức lên tiếng về tương lai. Manchester United đã đạt được bước tiến lớn trong thương vụ chiêu mộ Rafael Varane từ Real Madrid. Siêu sao của tuyển Pháp chuẩn bị bước vào 12 tháng hợp đồng cuối cùng trong màu áo của Los Blancos. Đội chủ sân Santiago Bernabeu cũng bắt đầu chiến dịch giữ chân trung vệ 28 tuổi. Tuy nhiên mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng xấu đối với kèn kèn trắng. Theo nguồn tin từ tờ AS, gã khổng lồ của La Liga không thể đáp ứng những yêu cầu mà Rafael Varane kỳ vọng ở bản hợp đồng mới. Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng Hoàng gia phải tính đến phương án bán đứt tuyển thủ Pháp ở kỳ chuyển nhượng hè 2021. Để tránh viễn cảnh mất trắng vào một năm sau đó, động thái tại Madrid chắc chắn sẽ là một tín hiệu tốt dành cho Man United, đội bóng vốn đã theo đuổi nhà vô địch World Cup 2018 từ khá lâu. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Quỷ Đỏ chỉ cần chi khoảng 40 triệu euro là có thể đổi lấy cái gật đầu từ đội bóng thủ đô Madrid. Tất nhiên, United không phải là đội bóng duy nhất quan tâm tới ngôi sao 28 tuổi. Tại nước Pháp, Paris Saint-Germain cũng đã sẵn sàng vào cuộc, nhưng nhiều nguồn tin cho biết MU mới là điểm đến được Varane ưu tiên hơn cả. Sau những màn trình diễn không ấn tượng của Eric Bailly và Victor Lindelof trong mùa giải vừa qua, ban huấn luyện Quỷ Đỏ hiểu rằng họ cần có một cái tên đẳng cấp hơn để đá cặp với Harry Maguire ở trung tâm hàng phòng ngự. Ở thời điểm hiện tại, số 5 của Real Madrid rõ ràng là ứng cử viên sáng giá nhất. Vào năm 2011, nhà đương kim Á quân ngoại hạng Anh suýt chút nữa đã có thể đưa ngôi sao người Pháp đến Old Trafford. Sau đó, thương vụ đã bị đổ bể vào phút chót vì đội chủ sân Old Trafford bất ngờ chuyển sang lựa chọn Phil Jones. Theo truyền thông Tây Ban Nha, sau khi bổ nhiệm tân huấn luyện viên Carlo Ancelotti, Real Madrid đang đứng trước cơ hội đưa Ronaldo trở lại. Trong thời gian qua, tương lai của Ronaldo đang trở thành đề tài được đặc biệt quan tâm. Siêu sao người Bồ Đào Nha được cho là đang đánh tiếng muốn rời Juve ngay trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay sau một mùa giải đáng thất vọng. Người đại diện của Ronaldo, siêu cò Jorge Mendes, được cho là đã bước đầu liên hệ với những đội bóng như Real Madrid, Paris Saint-Germain, Man United. Hiện tại, Paris Saint-Germain và Man United đang được xem là hai bến đỗ tiềm năng nhất sau khi Real Madrid đã từ chối chiêu mộ chân sút 36 tuổi cách đây không lâu. Tuy nhiên, theo những tiết lộ từ truyền thông Tây Ban Nha mới đây, mọi chuyện đã đảo chiều và Ronaldo đang đứng trước cơ hội lớn để trở lại Real Madrid. Cụ thể, nguồn tin trên cho hay, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vừa bổ nhiệm tân huấn luyện viên Carlo Ancelotti để thay thế cho sự ra đi của Zidane và sự trở lại của nhà cầm quân người Ý đã mở ra cánh cửa đưa siêu sao người Bồ trở lại Bernabeu. Như đã biết, ở nhiệm kỳ trước của huấn luyện viên Carlo Ancelotti tại Los Blancos, Ronaldo được xem là một phần không thể thiếu trong đội hình của chiến lược gia người Ý. Trong bối cảnh Real Madrid đang không có nhiều tiền đạo xuất chúng, Ronaldo được xem là một lựa chọn khả dĩ với mức phí chuyển nhượng phải chăng khoảng 45 triệu euro theo Transfermarkt. Ở tuổi 36, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn cho thấy phong độ làm bàn đẳng cấp của mình. Trong mùa giải 2020-2021 vừa qua, Ronaldo chính là vua phá lưới Serie A với 29 pha lập công. Trent Alexander-Arnold đang đối mặt với nguy cơ phải bỏ Euro 2020 sau khi dính chấn thương đùi trong chiến thắng của đội tuyển Anh trước Áo ở loạt trận giao hữu diễn ra vào rạng sáng ngày 3 tháng 6. Chưa đầy một ngày sau khi đón tin vui, Trent Alexander-Arnold gặp phải vận đen và có nguy cơ không thể cùng đội tuyển Anh tham dự vòng chung kết Euro 2020. Trong chiến thắng 1-0 trước Áo ở trận giao hữu vào rạng sáng ngày 3 tháng 6, Alexander-Arnold dính chấn thương đùi ở cuối trận và phải rời sân với những bước đi tập tễnh. Trent gặp vấn đề ở đùi, đội ngũ bác sĩ đang làm việc để đưa ra những đánh giá chính xác nhất. Huấn luyện viên Gareth Southgate cho biết sau trận đấu: "Đây quả là một dấu hiệu không tốt khi Trent phải rời sân theo cách không mong muốn. Chúng tôi sẽ phải đánh giá tình hình của Trent trong 24 giờ tới. Trong trường hợp Trent Alexander-Arnold không bình phục, Gareth Southgate sẽ buộc phải lựa chọn một cái tên khác để thay thế trong số những cầu thủ đã bị loại, bao gồm James Ward-Prowse, Ollie Watkins, Jesse Lingard, Ben White, Aaron Ramsdale và Ben Godfrey. Nếu không thể tham dự Euro, đây thực sự là một tin buồn đối với Alexander-Arnold, bởi trước đó anh đã phải chịu rất nhiều áp lực từ truyền thông khi nhiều thông tin cho rằng anh sẽ bị loại khỏi tuyển Anh. Tuy nhiên, huấn luyện viên Gareth Southgate đã quyết định đặt niềm tin vào cầu thủ thuộc biên chế của Liverpool này. Dù trong đội hình còn 3 hậu vệ phải khác, đó là Kyle Walker, Kieran Trippier và Rick James,
Trong trận thắng áo với tỷ số 1-0, Trent Alexander-Arnold được huấn luyện viên Gareth Southgate xếp đá chính ngay từ đầu ở vị trí quen thuộc bên cánh phải và thi đấu trọn vẹn cả trận. Ở trận đấu này, dù đã bị gạch tên, Jesse Lingard vẫn được ra sân trong đội hình chính của Tam Sư. Trường hợp Alexander-Arnold không kịp bình phục, Lingard rất có thể sẽ được trao cơ hội vào phút chót. Trước khi chính thức bước vào Euro 2020, đội tuyển Anh sẽ có trận đấu giao hữu với Romania vào ngày 6 tháng 6 tới đây. Tiền đạo người Bỉ Romelu Lukaku đã chính thức lên tiếng về tương lai của mình tại Inter Milan sau sự ra đi của huấn luyện viên Antonio Conte. Theo đó, Lukaku cùng với Inter Milan vừa trải qua một mùa giải vô cùng thăng hoa khi đã thi đấu áp đảo tại Serie A để giành chức vô địch một cách vô cùng thuyết phục với 12 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai. Không những thế, cá nhân Lukaku cũng được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải với 24 bàn thắng cùng 11 kiến tạo sau 36 trận ra sân tại Serie A. Phong độ chói sáng của Lukaku khiến rất nhiều đại gia châu Âu đang nhòm ngó. Thêm vào đó là việc huấn luyện viên trưởng Antonio Conte đã chính thức rời Inter Milan sau những bất đồng với ban lãnh đạo về kế hoạch nhân sự ở mùa giải tới, càng khiến cho tương lai của Lukaku trở nên bất ổn. Giới truyền thông Italia nhận định tiền đạo người Bỉ sẽ tháo chạy khỏi Giuseppe Meazza. Tuy nhiên mới đây, đích thân tiền đạo 28 tuổi này đã lên tiếng về tương lai của mình. "Vâng, tôi sẽ ở lại Inter Milan. Tôi đã liên hệ với người sẽ là huấn luyện viên mới của đội bóng. Có lẽ tôi không nên nói chi tiết bởi chưa có gì được công bố, nhưng đó là một cuộc đối thoại rất tích cực. Tôi cảm thấy mọi thứ ở Inter đều rất tốt và muốn thử thách bản thân với việc bảo vệ chức vô địch Serie A", Lukaku khẳng định. Như vậy, có thể thấy Lukaku sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng chủ sân Giuseppe Meazza để tiếp tục bảo vệ ngôi vương tại Serie A ở mùa giải năm sau. Đội chủ sân Old Trafford đã có bước tiến dài trong công cuộc nâng cấp chất lượng đội hình để chuẩn bị cho mùa giải tới. Theo tiết lộ từ nhà báo Eichner của BBC, Man United đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Jadon Sancho. Tuyển thủ người Anh đã đồng ý rời Bundesliga để đầu quân cho Quỷ Đỏ ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới. Khó khăn nhất để thương vụ trở thành hiện thực chính là thái độ cứng rắn từ phía Dortmund. Đội bóng vùng Ruhr sẵn sàng để ngôi sao chạy cánh của mình ra đi, nhưng đổi lại họ muốn nhận về 90 triệu euro. Mùa hè năm ngoái, United đã rất cố gắng đưa tuyển thủ người Anh về Old Trafford. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ đã không thể đáp ứng được con số 120 triệu euro mà đối tác tại nước Đức đưa ra. Giờ đây, khi Dortmund đã hạ giá bán, MU hoàn toàn có lý do để cân nhắc chi tiền. Hàng công của nhà áo quân ngoại hạng Anh đã chơi rất tốt trong mùa giải vừa qua. Nhưng huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer hiểu rằng ông cần có trong tay một sự nâng cấp ở bên hành lang cánh phải nếu muốn tìm kiếm những danh hiệu đầu tiên. Vị trí tiền đạo cánh của Man United trong thời gian qua thường xuyên được đảm nhiệm bởi Mason Greenwood. Cầu thủ vẫn đang trong quá trình vươn lên thành một ngôi sao. Trong khi đó, những phương án khác như Daniel James, Amad Traore hay thậm chí là Juan Mata đều không thể hiện được quá nhiều. Bên cạnh Jadon Sancho, ban huấn luyện United cũng nhắm đến một tiền đạo và một trung vệ cho mùa giải sắp tới. Một số ngôi sao đã lọt vào tầm ngắm của nửa đỏ thành Manchester có thể kể đến như Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Paul Torres, Rafael Varane hay Koundé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết bản tin của Bóng Đá Today ngày hôm nay. Đừng tiếc một like cho video này để ủng hộ chúng tôi các bạn nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức bóng đá quốc tế sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.